chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình là Ami ha. Hiện mình đang quản lý cửa hàng phụ kiện Ami. Hôm nay thì trong video này thì mình sẽ giới thiệu với mọi người cái mẫu kẹp gấp dài 11cm đó mọi người. Mẫu này thì không còn xa lạ gì với chị em nữa ha. Nhưng mà cái mẫu này của My á là dạng hàng gấp dài nhưng mà có dán những cái sticker ở trên. Những cái sticker này rất là dễ thương đó mọi người, mẫu rất là cưng luôn. Đó, nó chỉ khác so với hàng cũ, đó là hàng cũ là hàng kẹp trơn. Hàng kẹp trơn giống vậy nè mọi người, không có sticker gì hết. Còn cái này thì nó có sticker ở trên kẹp. Đó, mọi người thấy chưa? Đó, có sticker ở trên kẹp nè. Đây. Đó. Mẫu này thì nó có khá là nhiều màu, giống như cái đĩa kẹp trơn á mọi người, nó có khá là nhiều màu ha. Trắng, xanh, hồng, rồi xanh đậm, rồi nâu gì tùm lum hết trơn nè. Đó, vàng nữa nè mọi người. Trắng nè, màu trắng của bên My rất là thấy cưng luôn. Đó, trắng sữa, rất là đẹp luôn ha mọi người. Đó, có những cái sticker rất là đáng yêu ở trên này. Các bạn gấu nè, có que kem nè, rồi hình kitty nè. Đó, đây. Đây, gấu nữa nè. Nơ rồi nữa nè mọi người. Rất là đẹp luôn ha. Đây, đi quay cho chị em dễ nhìn ha. Đó. Rồi, thì cái vỉ này á mọi người, đây là hàng dài 11cm ha. Đây là cái kẹp dài 11cm của nhà My ha. Rất là đẹp. Đó, cái mẫu này á thì không còn xa lạ nữa với mọi người. Nhưng mà khác ở chỗ là bên My sẽ có cái mẫu là gắn nhiều sticker. Trong một vỉ của nó á thì nhiều màu kẹp là không nói rồi. Mà bây giờ trên cái thân kẹp đó á, nó có những cái sticker khác nhau nữa. Ví dụ giống như cái thân kẹp màu xanh này nè. Đó, thì có dạng là sticker màu nâu nè mọi người thấy chưa. Rồi ở đây có sticker màu trắng sữa nữa nè. Đó, bạn gấu nâu, bạn gấu trắng. Đó, bên đây là gấu nâu, gấu trắng luôn. Nó đồng bộ hai chị em ha. Rất là dễ thương luôn. Đó, mọi người thấy rõ không? Đây. Cho nên là mẫu này nó khá là dễ bán đó mọi người. Ví dụ giống như một vỉ 12 cây là giống như 12 kiểu luôn á. Chứ nó không có bị trùng với nhau. Cho nên là mình lấy về mình rất là dễ bán ha. Đó. Rồi ví dụ giống như mẫu trắng đây nè. Đây, trắng sữa nè, ở đây trắng với gợn gấu nè, rồi ở đây trắng với que kem nè mọi người thấy không? Đó, cùng là gấu nhưng mà có những cái sticker khác nhau. Do nó phối hợp một cách rất là đồng điệu ở trên cây kẹp cho nên là các bạn teen sẽ khá là thích mẫu này. À, không những teen đâu mọi người, cỡ tuổi My hay là người trẻ lớn tuổi hơn một chút xíu mà người ta thích xài hàng gấp này để cuộn tóc lên cho mát á, thì vẫn có thể sử dụng bạn này được bình thường ha. Đó. Còn những cái sticker này cũng không quá teen lắm. Đó. Rất là đơn giản. À, kẹp này dài 11cm, nó là kẹp mica cứng nha mọi người, không phải là hàng dẻo ha. Hàng dẻo mà dạng gấp dài này chưa có. Dạng gấp dài này chưa có hàng dẻo nha mọi người. Dạng hàng dẻo thì nó chỉ có hàng 5 kẹp gần cua 5 răng với 3 răng thôi, chứ kẹp dài là hàng kẹp giòn hết, không có dẻo ha mọi người ha. Đó, ở xưởng nó chưa có hàng dẻo luôn, nếu như có thì mình đã lấy về bán rồi. Đây. Khá là nhiều màu ha chị em ha. Nè, xanh rêu nè, hồng nè, nâu nè, trắng sữa nè, đó, rồi bạn màu vàng nữa nè, đó, ở đây My Trang cầm trên tay là hết 5 màu rồi, rồi ở đây thêm một màu nữa, 6 màu, rất là đẹp luôn chị em, khá là đẹp luôn mọi người ha, đây, của nhà My đây, để vậy cho mọi người dễ nhìn ha. Dạng gấp dài này nó có khá là nhiều kiểu luôn, khá là nhiều kiểu. Nhưng mà trong video này thì My chỉ giới thiệu cái mẫu này cho mọi người thôi để mọi người dễ xem ha. Đó, đây là hàng 11cm, các tóc nhiều và tóc dài và tóc dày vẫn có thể sử dụng được cái mẫu gấp này nha mọi người. Đó, mẫu gấp này khách tóc nhiều sử dụng được, khách tóc ít đều cũng sử dụng được luôn, tóc dài cũng sử dụng được, tóc ngắn cỡ như My vẫn kẹp được bình thường nha mọi người, cuộn lên tạo búi ở trên vẫn kẹp được cái dạng kẹp tóc này ha mọi người ha. Cho nên là cái dạng này nó không có kén tóc, rất là dễ sử dụng, cho nên là mẫu này bán khá là chạy rất là lâu rồi, nhưng mà bây giờ khách người ta vẫn sử dụng cái dạng này đó. Mà bây giờ có thêm những cái dạng sticker thêm xinh ở trên này nữa thì bao đẹp luôn hai chị em ha. Đó, rất là dễ thương. Rồi. Dạng gấp này á mọi người, nó có cái dạng hoa von ở trên này, hoặc là phủ lông, hàng phủ lông, rồi hàng in các cái hình, dán các cái hình con gấu lên trên. Đó, còn cái dạng này của nhà My là gắn các sticker bằng nhựa trên này. Đó, các mẫu sticker rất là đáng yêu ở trên này. Đẹp chưa? Rồi, trong video này thì mình chỉ giới thiệu cái mẫu gấp này với mọi người thôi ha. Đó, rồi, chúc mọi người có một buổi tối thật là vui. Hẹn gặp lại mọi người.